Tiếp theo chúng ta qua cái buổi học thứ hai về giới hạn nhảy số, phần thứ hai giới hạn nhảy số. Thì bây giờ thì sẽ làm liên tục tì luôn loạt cái bài về giới hạn nhảy số là giới hạn hữu hạn. Nhưng hôm trước giới hạn là nhảy số dưới dạng hữu hạn thì có tóm tắt là giới thiệu rồi, mấy em coi ở phần 1. Bây giờ thì tiếp tục giải bài cho mấy bài này. Giới hạn nhảy số trang thứ 4, bài số 5. Bài số 5 tính giới hạn và lim n nhân cho căn bằng 2 1 cộng 3 cộng 5 cộng cho đến 2 là trừ 1 tất cả chia 2n và số 5 này trang số BT5 này, trang BT5 rồi trang BT4 rồi trang BT4. Trong quyển này thì chúng ta cái bài này nó có dạng tổng 1, 3, 5 cho đến 2 là trừ 1, đúng không? Thì chúng ta 1, 3, 5, 2 là trừ 1 thì nó chính là tổng của một cái cấp số cộng mà có cái số hạng đầu tiên là bằng 1, và đây là tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng. Công sai d bằng bằng 2. Chúng ta nhắc lại cái tổng u s n của cấp số cộng mà có công sai d bằng 2, đó là n là 2 u 1 cộng với n trừ 1 nhân d cộng d 2. Đó là tổng cấp số cộng. Tổng của n là số hạng đầu tiên của cấp số cộng. Nếu như là cấp số nhân thì cấp số cộng nha, nếu là cấp số nhân thì nó chính là u1 nhân 1 trừ quy một n chia cho 1 trừ quy. Okay. Vậy thì đã áp dụng vào 1 cộng 3 cộng 5 thì nói rồi u1 chính là bằng 1. Vậy là n là 1 cộng 2, 2 là u1 nhé, là 2 nhân 1 cộng n trừ 1 nhân d, nhân d, d là bằng 2, rồi tất cả chia thì 2, chia 2. Yeah. Rồi, riêng cái mẫu của anh này nó chính là 2 n bình cộng 1, 2 n bình cộng 1. Đấy, ghi lại cái chữ liên cho nó đúng bằng liên. Rồi, chúng ta rút gọn đi. 2 này được đặt ra là đơn giản cái 2 này đi. Vậy còn lại là 1 trừ 1 hết, vậy còn lại là n. Vậy trong biến dấu căn đó nó là n nhân n, à là thành n bình. N bình đưa ra ngoài, ra khỏi dấu căn thì nó là n. N nhân n đây thành n bình.
kiên hai là bình đẳng. Hiện nay tiếp tục đối với dạng này, hiện nay kiên là tử và mẫu cho gì? Cho là bình, vậy là bằng nguyên một chia hai cộng một phần n, vâng, vậy đáp số là bằng một phần phần hai. Đáp số là một phần hai. Như vậy cái tổng, những cái tổng này chúng ta thấy là phải nhớ công thức về cấp số cộng của cấp số nhân. Tương tự vậy bài 5B, bài 5B liên 1 cộng 5 cộng 9 cộng cho đến 4N trừ 3 tất cả chia 2 cộng 7 cộng 12 cộng cho đến 5N trừ 3. Như vậy thì tổng ở trên tử nó là cấp số cộng, tổng n là số hạng đầu tiên cấp số cộng với cộng số hạng đầu là u1 bằng 1, mình ta hiểu nhắn nha, u1 bằng 1, cộng sai chia bằng 4, còn tổng ở dưới cũng là n là số hạng đầu tiên cấp số cộng nhưng mà u1 bằng 2, một bằng hai và dê bằng năm, ghi nèo ngắn vậy chúng ta áp dụng thức thôi bằng tiếp liên đây ghi đây là u một n là hai là u một, hai là u một cộng với n trừ 1 nhân d, nhân d là nhân cho 4 rồi tất cả chia chia 2 là chính là cái tổng của trần, rồi tất cả chia cho cái tổng ở dưới cũng là n, 2 là u 1 là 2 nhân 2 cộng với n trừ 1 nhân d tức là nhân 5 rồi tất cả chia chia 2. Đấy. Thì bây giờ chúng ta rút gọn n này rút gọn với n này, số 2 này rút gọn với số 2 này ha, vậy còn lại bằng gì? Bằng 2 cộng 4n trừ 4, như vậy là 4n trừ 4 chia 4 cộng 5n trừ 5. Mấy đơn giản đi thì nó bằng liên 4n trừ 2 chia 5n trừ 1. Chúng ta chia cả tử và mẫu cho n thì nó bằng liên 4n trừ 2 đó, chia cho n thì 4 trừ 2 phần n, 4 trừ 2 phần n, ở dưới mẫu là 5 trừ 1 phần n chia ra từ mẫu chẳng n, vậy nó bằng 4 phần n. Bây giờ nghe sửa vào tiếp theo là bài 5C. 5C nó thấy là nó là cái tổng 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng cho 2 mũ n, vậy thì nó là cấp số gì? Đây chính là cấp số nhân. Thì tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân nó là xn bằng u1 nhân 1 trừ quy mũ n trên cho 1 trừ quy, đúng không? Thì ở đây U1 là bằng 1, U1 là bằng 1, này ghi vào nhắc không ghi vào bài ha. U1 là bằng 1
quy là bằng 2. Nhưng mà đây không phải là có n số hạng đúng không? Nếu mà mình tính riêng từ 2 cho đến n, 2 mũ n thì nó mới là n số hạng. Mình tính từ 2, từ 1 thì nó là 2 mũ 0. 2 mũ 0 cho đến 2 mũ n thì đó là n cộng 1 số hạng. Ở dưới tương tự cũng vậy, u1 là 1, u là bằng 3, và nó có tổng cộng là n cộng 1 số hạng. Vậy ta áp dụng bằng liền u1 nhân 1 trừ u mũ n cộng 1, u1 là 1, nhân 1 trừ u là 1 trừ 2 mũ n cộng 1, rồi chia cho 1 trừ u, tức là chia cho 1 trừ 2, đó là u n tổng n cộng 1 ở trên, chia cái tổng ở dưới thì nó cũng là u1 nhân 1 trừ u, tức là 3 mũ n cộng 1, chia cho n cộng 1, chỉ là chia cho 1 trừ u là 1 trừ 3. Đấy. Vậy ta rút gọn đi, rút gọn bằng 1 trừ 2 thì nó là trừ 1, trừ 1 thì đưa lên, nếu trừ lên trên thì nó chính là 2 mũ n cộng 1 trừ 1 chia, ở dưới mẫu là trừ 2, đưa dưới trừ vô trong thì nó chính là 3 mũ n cộng 1 trừ 1. Còn lại đây trừ 2, đưa dưới trừ lên đây là còn lại 2, nghịch đảo lên là nhân 2. Đấy, nhân 2. Được chưa? Thì bây giờ mình đưa hết về mũ n, đưa hết về mũ n, như vậy bằng liền 2 mũ n cộng 1 là 2 nhân 2 mũ n trừ 1 nhân cả 2. Ở dưới mẫu 3 mũ n nhân 3 trừ 1. Đến đây chúng ta chia cả tử và mẫu cho gì? Cho 3 mũ n bằng liền chia cả tử và mẫu cho 3 mũ n thì nó là 2 nhân 2 phần 3 mũ n trừ 1. Ở phía ngoài là cái số 2 nhân 2. Ở dưới mẫu chia cho 3 mũ n thì là 3 chia 3 mũ n hết rồi, trừ cho thì xin lỗi chỗ này nó là chia cho 3 mũ n luôn thì nó là trừ 1 phần 3 mũ n. Đấy. Rồi, ở dưới mẫu chia cho 3 mũ n, như này là trừ 3 cộng 3 trừ 1 phần 3 mũ n. Rồi, chúng ta biết là q mũ n trong trường hợp q mà bé, các chỉ được đối bé 1 thì nó giới hạn của nó bằng 0. Vậy cho nên chỗ này là 0, chỗ này là 0, chỗ này cũng là 0. Vậy trên tử nó là 0 nhân 2 thì cũng là 0, dưới mẫu của nó là 3, vậy đặt số là ta xong câu C, ta sang câu D, 5D. 5D đó là gì? À, câu 5D thì nó cũng tương tự như câu 5C, anh em tự làm bài nha. Thì làm câu 5F, 5F là xong bài 5. 5F, 5E, 5F thì làm 5F thôi. Liên N cộng 1 nhân căn bậc 2 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 n mũ 3 chia 3 nhân n mũ 3 cộng n cộng 2. À. Thì trước hết chúng ta thấy cái liên này nó có cái tổng này, cái tổng này. Như vậy thì muốn làm được cái loại này, chúng ta thấy là chúng ta phải tính được tổng đó. Và cái tổng này không có dùng cái cấp số như là cấp số nhân được. Chúng ta dùng phương pháp quy nạp, nên có thể chứng minh cho thầy ba cái tổng sau đây. Cái tổng thứ nhất, 1 cộng 2 cộng cho đến n,
thì cái tám này nó là số mẫu là số mẫu 1, như vậy nó bằng n nhân n cộng 1 trên 2. Vậy nhớ cái tổng thứ hai đó là cái tổng 1 bình cộng 2 bình cộng 3 bình. Cộng cho đến n bình thì cái tổng này nó bằng n nhân n cộng 1 nhân với 2n cộng 1 chia 6. Rồi cái tổng thứ ba là 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng cho đến n mũ 3 bằng n nhân n cộng 1 chia 2 tất cả bình. Mình đã dùng các quy đạo chứng minh chưa? Sau khi chứng minh bằng phương pháp quy đạo ba cái hình thức này, chúng ta áp dụng vào. Vậy là cái giới hạn 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng n mũ 3, cái tổng này nó sẽ bằng ghi lại ha, n cộng 1 nhân căn bậc 2 của n nhân n cộng 1 chia 2 tất cả bình. Như vậy là căn bậc 2 của bình, như vậy còn lại là n nhân n cộng 1 chia 2 à, tất cả chia cho 3n mũ 3 cộng n cộng 2. Vậy nó bằng liền n nhân n cộng 1 tất cả bình chia cho 2 nhân 3 n mũ 3 cộng n cộng 2. Chúng ta chia tiếp cả tử và mẫu cho gì? Chia tiếp cả tử và mẫu cho n mũ 3. Vậy n mũ 3 thì dưới đây là còn lại là 2, chia với mẫu dễ hơn, 3 n mũ 3 chia n mũ 3 gọi là 3 cộng cho 1 phần n bình cộng cho 2 phần n mũ 3. Ở trên tử cũng chia cho n mũ 3 thì nó mất đi n ở đây, thì còn lại là chia cho n bình. Chia cho n bình thì đưa vô trong cái bình này là chia cho n, vậy còn lại là 1 cộng cho 1 phần n tất cả bình. Vậy đáp số nó bằng 1 chia cho 6 gọi là 1 phần 6. Vậy thì những cái số mũ mà cái tổng của nó có dạng là 1 cộng 2 cộng n, hoặc là cái tổng 1 bình cộng 2 bình cộng n bình, 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng n mũ 3, thì chúng ta nhớ cái công thức đó, chúng ta áp dụng cho nhau. Rồi tiếp theo chúng ta qua bài số 6. Chúng ta xem bài số 6 cũng là tính giới hạn à. Chúng ta biết cái dạng này là cái dạng là căn A trừ B. Khi mà gặp trong căn như thế này thì thường chúng ta sẽ dùng phương pháp là nhân lượng liên hợp. A trừ B thì bằng là gì? A trừ B thì bằng là A bình trừ B bình chia cho A cộng B. Ngược lại A cộng B thì sẽ là bằng A bình trừ B bình chia cho A trừ B, nếu là căn bậc 2. Còn nếu là căn bậc 3 thì chúng ta dùng A trừ B bằng A mũ 3 trừ B mũ 3 chia cho A bình cộng A B cộng B bình, tương tự cho A cộng B với bậc 3. Những cái bài số 6 này nó lại là nó là nguyên biến đề trang số bài tập 5, trang bài tập 5. Em làm nguyên lưu ý thứ tự và bắt đầu áp dụng nhé. A trừ B bằng A bình
a bình trừ b bình chia cho a cộng b, chia cho a cộng b, a bình là 4 n bình cộng n cộng 1 trừ b bình là 4 n bình. Vậy nó sẽ đơn giản móc 4 n bình đi, đúng không? Rồi tới đây nữa nha, n ở trên tử bọc lớn nhất là n, ở dưới mẫu bọc lớn nhất cũng là n, và chúng ta sẽ chia ra tử và mẫu cho n. Vậy còn lại là bằng 1 cộng 1 phần n chia ở dưới mẫu, chúng ta chia cho n nhưng mà vào trong căn thì tức là chia cho n bình, thì còn lại là căn 4 cộng 1 phần n cộng 1 phần n bình, ở chỗ này chia cho n tức là 2. Như vậy đáp số bằng 1 chia cho căn 4 là 2, 2 với 2 là 4, thì đáp số là 1 phần 4. Đó là câu B. Tiếp theo câu C, lim căn n bình cộng 2n trừ n trừ 1 cũng có dạng là căn a trừ b, nhưng mà nhiều em lại dùng cái đưa cái chung với số 1 này vô, 1 này mở ngoặc ra cái n cộng 1, vậy là không cần, 1 nó là hàng số thì mình cứ để riêng ở đây, không có được gì tới cả. Vậy thì áp dụng đối với đây là a này, đây là a này, đây là b này, còn cái số 1 thì để yên, số 1 thì không được tới. Vậy bằng gì? Lim a bình trừ b bình chia a trừ b sẽ a cộng b, tức là căn cộng b tức là cộng n, ở phía ngoài đó là trừ 1 thì kể đó như thế này. Rồi chúng ta đơn giản móc n bình đi, đơn giản móc n bình đi. Vậy là còn lại bậc tử và bậc mẫu lớn nhất là n, vậy thì chia cả tử và mẫu cho n, vậy còn lại là 2 chia đưa vô trong căn thì nó là chia cho n bình 1 cộng 2 phần n cộng, chỗ này là chia cho n là 1 trừ 1. Đấy. Vậy bằng 2 chia cho 1 chứ 1 là 2, 2 chia 2 là 1 trừ đi 1 thì đáp án là bằng 0. Yeah, nó bằng 0. Người ta nói rồi, tất cả những bài này chúng ta có điều thể can máy tính là can với n nó bằng 14 mũ 10 thì nó sẽ ra được đáp án can với n 10. Câu D, câu D là lim can n bình cộng n trừ n bình cộng 2. Đấy, ví dụ chúng ta cũng thấy cái dạng là a trừ b là căn bậc 2, áp dụng cái lượng liên hợp căn bậc 2 a trừ b thì bằng a bình lim a bình trừ b bình, a bình trừ b bình chia cho a trừ b sẽ là a cộng b. Đơn giản móc cho n bình đi. Nhưng mà còn lại là căn tử bậc lớn nhất là n, thì dưới cũng gì bậc lớn nhất là n, thì chia cả tử và mẫu cho n, chia cả tử và mẫu cho n thì nó bằng 1 trừ 2 phần n. Thì dưới mẫu chia cho n thì vô trong căn nó thành là chia cho n bình, thì vậy là căn 1 cộng 1 phần n cộng căn 1 cộng 2 phần n bình, vậy đáp số bằng ở trên tử là 1, thì dưới mẫu đây 1 dưới 1 đây là 2, thì vậy đáp số là 1 phần 2. Rồi xong bài số D.
thì bài 62 liền thành bằng 3 2n trừ n 3 cộng n trừ 1. Thì ở đây nó có dạng là căn bằng 3, nhưng mà số này số trừ 1 thì mình đừng có để ý đó. Vì là căn bằng 3 thì mình phải nhớ gì? A cộng B này nó là bằng 3. Bởi vì căn bằng 3 là A bằng 3 cộng B bằng 3 trên cho A bình trừ AB cộng B bình. Vậy bằng liền A bằng 3 cộng B bằng 3 rồi chia A bình A bình. Trừ AB trừ AB. Rồi cộng B bình. Cộng B bình tức là cộng N bình. Rồi hiện tại cái số trừ 1 đó chúng ta để y gọi là A ở đây, B ở đây nha. Rồi đơn giản mất này đi, còn lại là trên tử là 2N. Vậy chúng ta chia cho tử và mẫu cho gì? Chia cho tử và mẫu cho N mũ to nhất. Mũ 2N thì chỗ này là chỗ này N thôi, N bình thôi. Vậy là mũ cao nhất của nó là mũ 2. Và chúng ta chia cho tử và mẫu cho N mũ 2. Vậy bằng liền 2N chia cho N mũ 2 thì là 2N 2 phần N ở dưới mẫu ha, ghi lại thôi. Chia cho n mũ 2, ghi từ cái chỗ này dễ hơn này. N mũ 2 chia n mũ 2 là 1. Chia n mũ 2 thì đơn giản mất, còn lại dưới mẫu là n. N vào trong căn bậc 3 thì nó chính là n mũ 3. Vậy là n vào trong căn bậc 3 được chia cho n mũ 3. Vậy là căn bậc 3 chia cho n mũ 3 phải là 2 phần n bình trừ 1. Được chưa? Tiếp chia cho n mũ 2 thì vô trong cái bình phương này là chia cho n. Chia cho n vô trong căn bậc 3 thì nó là chia cho n mũ 3. Vậy nó là bình ở ngoài này, bình ở ngoài này. Rồi căn bậc 3 này, đúng không? Của chia cho n mũ 3 là 2 phần n bình trừ 1. Thì mấy đứa để ý cái chỗ này nó giống cái này. Nghĩa khác là nó thêm cái bình này. Mặt sau mình ghi cho nhanh trừ 1. Rồi tới đây thì sao? Tới đây giới hạn khi n bằng dương vô cùng, điểm này vô cùng nên là không, 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 như vậy cho nên là trừ 1, căn bậc 3 nó là trừ 1, bình lên nó là 1, trừ 1, trừ cho 1 nó là 1 luôn, 1, 1, 1 là 3, vậy không chia 3 thì cũng là không hơn, rồi chỗ này bằng trừ 1. Đây là bài 6H. Bài 6 bài tiếp theo bài 6 y thì cũng tương tự bài 6 h thôi, bài nào bài 6 z nhỉ, 6 z bài 6 z nhìn nó có vẻ hơi ốm xíu. Liên n bình cộng căn bậc 3 1 trừ n mũ 6 chia căn bậc 2 n mũ 4 cộng 1 trừ cho n bình. Vừa có căn bậc 3 ở trên tử nhưng mà dưới mẫu là căn bậc 2. Căn bậc 3 này có dạng là A cộng B thì mình áp dụng công thức nha. A mũ 3 cộng B mũ 3 chia A bình trừ AB cộng B bình. Vậy bằng liền, biết là liền A mũ 3 cộng B mũ 3, B mũ 3 nó mất đi, căn bậc 3 là chia A bình
trừ AB. Cộng B bình. Đấy. Đây chính là cái tử. Bây giờ cái mẫu A trừ B ha. Để nghĩ là bằng chia nhau là A bình trừ B bình ha. Cái này là chia thế này, chia thì nhân nghịch đảo lên. Vậy là A bình trừ B bình thì cái mẫu này n mũ 4 cộng 1 trừ n bình. Thế này là chia đúng không? Chia thì nhân nghịch đảo A bình trừ B bình. Rồi nhân chia cho A trừ B. Xin lỗi, nó lại nha. A trừ B thì bằng là A bình trừ B bình chia cho A cộng B. Thế này là chia đúng không? Chia thì mình nhân nghịch đảo lên này. Chia cho A cộng B là căn bậc 2 n 4 cộng 1 rồi cộng cho n bình. Đấy. Chúng ta đơn giản đi. Còn lại là gì? Chỗ này nó là n mũ 6 trừ n mũ 6 hết này. À. Chỗ này n mũ 4 trừ n mũ 4 hết ra. Vậy là 1, chỗ này cũng là 1. Bây giờ viết lại bằng liên. Viết lại thôi. N 4 cộng N 1 cộng N bình chia N 4 trừ N bình nhân căn bậc 3 của 1 trừ N 6 cộng căn bậc 3 của 1 trừ N 6 tất cả bình. Rồi, cái gì tiếp tục thì chia ra tử là mẫu cho bao nhiêu? Ở trên tử N bình, N bình bậc cao nhất là N bình. Ở dưới mẫu bậc cao nhất là n mũ 4 và chúng ta sẽ chia ra tử mẫu cho n mũ 4. N mũ 4 thì vô trong đây là n mũ 8, n mũ 8 vậy là còn lại là 1 phần n mũ 4 cộng 1 phần n mũ 8. N bình chia n mũ 4 là 1 phần n mũ 4. Rồi tất cả chia ha. Chia cho n mũ 4 thì chỗ này là 1. Chia cho n mũ 4 thì chỗ này là bằng chia cho n mũ 4 thì đơn giản còn n bình. N bình đưa vô trong căn bậc 3 thì n mũ 6. Vậy là căn bậc 3 1 phần n mũ 6 trừ 1. Ngày nãy thì nói rồi, thằng này nó sẽ giống thằng này nhưng mà nó có thêm cái bình ha. Cộng với căn bậc 3 của 1 phần n mũ 6 trừ trừ 1. Rồi, đáp án bằng bao nhiêu? Chỗ này là không, chỗ này không, chỗ này không. Dưới mẫu là 1, 1, 1, 3 cái số 1. Vậy là bằng 0 chia 3 là 0. Sống ca trang bài tập 7 chúng ta tính liên của căn bậc 2 n bình cộng n cộng 1 trừ căn bậc 3 n mũ 3 cộng 3 n bình cộng 2. Bài này nó trộn lẫn giữa căn bậc 3 và căn bậc 2 nhưng mà chúng ta đâu có công thức nào, không có cái công thức nào dùng để nhân liên hợp chung cho cả căn bậc 3 và căn bậc 2 không? Vậy cho nên chúng ta phải tách nó thành hai cái biểu thức. Một cái là áp dụng lượng liên hợp căn bậc 2 và còn lại là áp dụng cái lượng liên hợp của căn bậc 3. Chúng ta thấy thì bây giờ chúng ta thêm bớt bao nhiêu? Chỗ này là căn bậc 2 của n bình ra ngoài nó là n. Căn bậc 3 của n mũ 3 ra ngoài nó cũng là n. Vậy thì thêm bớt cái số hàng vắng ở đây chính là thêm bớt cộng n, thêm bớt trừ n và cộng n. Vậy thì ghi lại ha, là bằng liên căn n bình cộng n cộng 1 trừ n
rồi trừ n thì còn lấy cộng n lại đúng không? Đi sau đi lại thôi. Đấy. Trừ n thì cộng n. Rồi bây giờ áp dụng. Thì cái quan trọng cái bài này nó là làm sao biết cái số này là n hay là nó là căn của cái số lớn nhất này đây, căn của cái số mẫu lớn nhất của mày đây, nó đây là n. Rồi bây giờ áp dụng được nguyên tắc căn bậc hai a trừ b bằng a bình trừ b bình chia a cộng b. A bình trừ b bình rồi chia a cộng b. Một cái ở giữa ghi lại tiếp theo cái này là a trừ b nhưng mà là căn bậc ba. A trừ b căn bậc ba thì đây a mũ ba trừ b mũ ba trừ b mũ ba mất đi căn bậc ba. Chia cho a bình cộng ab cộng b bình a bình cộng ab rồi cộng cho b bình căn bậc ba của n mũ ba
bớt là trừ đi căn bậc ba của n bậc ba thì nó là bằng n, đúng không? Căn bậc ba của n bậc ba thì nó là bằng n. Vậy là mình sẽ thêm bớt vào đây, đó là trừ n, đúng không? Rồi căn bậc hai của n bốn, bốn căn bậc hai của n bốn, bốn n bình thì nó là hai n. Vậy mình thêm bớt vào đây, vào đây đó là hai n. Hai n đúng không? Vậy là bằng, bây giờ mình thêm bớt liền, đúng không? Trừ n nữa, trừ n căn bậc ba n mũ ba cộng n bình trừ một trừ n. Đấy. Trừ ba là mở ngoặc căn bậc bốn căn bậc hai bốn n bình cộng n cộng một. Vậy thì thấy rõ rồi, trừ hai n, trừ hai n. Thì bây giờ chúng ta thêm bao nhiêu? Chúng ta đã trừ đi n, đã đi trừ đi n. À, chúng ta đã trừ đi n. Chỗ này chúng ta trừ cho ba nhân với trừ hai n là sáu n, đúng không? Trừ n cộng với sáu n nó bằng năm n. Năm n thì nó bằng chú cái này. Năm n thì mình có thể hiểu là phía trước mình đã cộng năm n thì phía sau mình trừ lại cho năm n. Trừ năm n cộng năm n này là hết. Vậy đủ. Bây giờ kiểm tra lại đúng không nghe? Nhân vô đây trừ 3, nhân vô đây là cộng 6n, cộng 6n trừ 1n thì là cộng 5n, đúng rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta nhân lượng liên hợp, chỗ này là lượng liên hợp của căn bậc 3, chỗ này là lượng liên hợp của căn bậc 2, A trừ B. A trừ B là A căn bậc 3 đúng không? Là A mũ 3 trừ B mũ 3 chia A bình cộng AB cộng B bình. A mũ 3 trừ B mũ 3 tổng thể chia A bình cộng AB. A bình A bình cộng AB rồi cộng B bình, tức là cộng A. Còn lại cái gì? Phía sau trừ B đi lại, trừ B. A trừ B thì bằng A bình trừ B bình chia A cộng B. Đây thì chúng ta cũng cộng đi N mũ 3 cũng cộng N mũ 3 phía sau là 4 N bình cũng bằng 4 N bình. Thế bây giờ phía trước chia cho bao nhiêu? N bình, N bình. Và chúng ta chia ra tử mẫu cho N bình, chia cho N bình thì chỗ này là 1 trừ 1 phần N bình. Ở dưới mẫu cũng chia cho N bình, chỗ này là 1 ha. Một. Chỗ này chia cho n bình thì đơn giản móc cái n đi, còn lại là chia cho n. Chia cho n đưa vào trong căn thì là chia cho n mũ 3. Chia cho n mũ 3. Vậy là 1 chia cho n mũ 3 1 phần n trừ 1 phần n mũ 3.
đó. Chỗ này thì nói là cái này sẽ là lấy giống cái này rồi bình phương lên, giống cái này bình phương lên. Trừ một cái n của ba. Rồi bình phương lên. Đó. Rồi phía sau. Chỗ này trừ ba đi lại. Chia tử mẫu bao nhiêu? Chỗ này là n, n vậy chia tử mẫu cho n. Như vậy là 1 cộng 1 trăm phần n. Chia, chia cho n, chia cho n, đưa trong căn thì chia cho n. 4 cộng 1 phần n. Cộng 1 phần n bình. Rồi cộng, cộng 2. Giải đáp số ha. Giải đáp số thì chỗ này là 1 1 1 1, vậy là 1/3 trừ 3 nhân 1 là trừ 3, dưới mẫu là 3, trừ 2 dưới 2 là 4, vậy là trừ 3 là 4. Vậy đơn giản đi, nó ra là 9, 5 trừ 9 thì còn là 4 trừ 9 là trừ 5 trừ 5/12. Rồi chúng ta thử dùng cái bấm máy tính, chúng ta căn vào, có thể nó ra được là số nào. Căn vào, nhập cái hàm số này vào, nhập cái hàm số, rồi chúng ta căn với x là bằng 10 mũ 10. Đó. Nhập y chang thế này, nhập y chang thế này, nhưng mà thay cái chữ n bằng chữ x thôi, rồi căn 10 mũ 10 ra. Căn bằng 3 x mũ 3 cộng x bình trừ 1, rồi trừ 3 lần căn bậc 2, 4 x bình cộng x cộng 1, rồi tất cả là cộng 5 x, rồi nhấn căn 10 mũ 10 nha, 10 mũ 10 thì nó ra là trừ 4 trừ 0,41667. 6667. Như vậy là trừ 5/12, trừ 5/12 thì nó chính là trừ 0,416 chu kỳ 6. Ồ, đây là đúng luôn ha. Đây chính là trừ 0,41 chu kỳ 6. Số thập phân hoàn tương hợp. Như vậy thì bấm máy tính ta cũng ra được đáp số giống này. Nhớ đây là chỉ dùng trách nhiệm thôi nha. Bấm máy tính. Chúng ta kết thúc bài số 6. Sau đây thì sẽ qua cái bài số 7 là dùng phương pháp giới hạn kẹp nha. Thêm chúng ta định lý kẹp.
Nếu như ta có cái dãy số UN, nếu như cái dãy số UN có trị tuyệt đối bé hơn bằng dãy số VN với mọi N nguyên dương, thì mình đưa ra dãy số UN luôn luôn bé bằng VN với mọi N là nguyên dương, mà cái dãy số VN này giới hạn của nó là bằng 0. Như vậy là ta thấy là cái dãy số UN có trị tuyệt đối bị kẹp giữa hai số hàng, kẹp giữa hai số, bên phía bên trái nó bị kẹp, nó chính là nó lớn bằng 0. UN lớn bằng 0, trị tuyệt đối lớn bằng 0, bên này bé bằng VN, đúng không? Vậy thì cái dãy số này nó bị kẹp bởi hai cái số không về cái dãy số VN, nhưng mà cái dãy số bên này nó cũng tiến đến số 0. Anh bên này chắc chắn số 0 là tiến đến số 0. Hai anh tiến trước và sau đều tiến đến số 0, thì anh bị kẹp giữa cũng xa, cũng tiến đến số 0. Cho nên người ta gọi là định lý kẹp. Đó. Thì, giới hạn của dãy số trị tuyệt đối UN bằng 0, mà giới hạn của dãy số trị tuyệt đối UN bằng 0 thì dẫn tới là dãy số UN cũng có giới hạn bằng 0. Vậy cái công thức định lý kẹp này thường áp dụng để chứng minh một cái dãy số mà có giới hạn bằng 0. Nói lại nha, UN có trị tuyệt đối nhỏ bằng VN và giới hạn của VN bằng 0, thì cái dãy số UN có giới hạn cũng bằng 0. Tức là chúng ta phải có một cái sự đánh giá bất định ở đây. Cái thực ra này nó là áp dụng qua cốt của N bình. Như vậy thì trị tuyệt đối ta có này, ta có đánh giá đầu tiên trị tuyệt đối của hai cốt N bình chia cho N bình cộng 1, đúng không? Chúng ta nhớ là cốt của cái gì đi nữa thì nó cũng là có trị tuyệt đối biến bằng 1 thôi. Vậy cốt có trị tuyệt đối bé bằng 1 thì nhân với 2 thì nó sẽ có bé hơn 1 bằng 2 chia cho N bình cộng 1. Vậy tức là trên tử số bé bằng 2 ở dưới mẫu số ghi là với mọi N, với mọi N nguyên dương. Và bây giờ chúng ta coi được cái giới hạn của dãy số này bằng bao nhiêu, thì thật ra thì mình chứng minh ra bằng không, thì mình nhìn vào đây là bậc tử nhỏ bậc mẫu thì cũng biết là giới hạn bằng không rồi. Đây là mà liêm của hai phần N bình cộng 1 để chia cả tử và mẫu cho gì? Cho N bình, nó bằng liêm hai phần N bình chia N bình cộng 1, N bình chia N bình là bằng 1 cộng 1 chia N bình. Đó. Như vậy cái giới hạn này bằng 0 chia 1 là bằng 0. Như vậy ta có đúng theo định lý kẹp, trị tuyệt đối UN biến bằng VN mà giới hạn của VN bằng 0, nên ta có giới hạn của UN bằng 0. Nên giới hạn của cái dãy số 2 lần cốt N bình chia cho N bằng 1, giới hạn này bằng 0. Tiếp tục chúng ta bài tập 7A 7B. Bài 7B đó là liên
ba lần xin nợ trừ bốn lần có nợ chia cho hai lần nợ mình trừ nợ mình cộng một. Rồi vậy đây là có một cái đánh giá ba xin nợ trừ bốn có nợ. Nhưng mà trước khi đánh giá vậy ta nhớ là a lần xin alpha, a lần xin nợ cộng b lần có nợ thì ta rút căn bậc hai a lần như mình đã qua thì phía trong nó sẽ ra cái dạng là sin n cos alpha cộng cos n sin alpha, tức là sin cos cosin, vậy nó trở thành là sin của n cộng alpha. Được nha. Vậy ở đây chúng ta có này, ba lần sin n trừ bốn lần cos n, chúng ta rút căn bậc hai a bình một b bình ra ngoài, tức là năm. Còn lại là sin của n trừ thì alpha nữa. Như vậy suy ra là cái trị tuyệt đối này ba lần sin n trừ bốn lần cos n này nó bằng trị tuyệt đối bên này, mà trị tuyệt đối này nó nhỏ bằng cái này, bản thân cái này có trị tuyệt đối là nhỏ bằng một, như vậy là cái này sẽ có trị tuyệt đối nhỏ bằng năm. Tới đây thì chia cho ngạc tử là mẫu cho hai n bình cộng một, vậy là trị tuyệt đối ba lần sin n trừ bốn lần cos n chia cho hai n bình cộng một, trị tuyệt đối nhỏ bằng năm phần hai n bình cộng một. Đó, thế thì chúng ta đã đánh giá xong cái điều này đúng với mọi n. Vậy bây giờ giới hạn của này bằng nhiêu, mà giới hạn 5 chia cho 2n bình cộng 1, chúng ta chia cho tử và mẫu cho n bình, nó bằng liên 5 chia n bình chia 2 cộng 1 phần n, thì rõ ràng là không chia cho 2 là bằng 0. Giới hạn bên phải là bằng 0, vậy là trị tuyệt đối của n nhỏ bằng vn mà giới hạn của n bằng không, nên giới hạn của n bằng không. Ba sin n trừ bốn cos n chia hai n bình cộng một, giới hạn này bằng thì chúng ta sang cái ba la mã, cái giới hạn vô cực, hay là nó là dãy số có giới hạn vô cực. Ở đây là chúng ta đang tiếp tục cái bài giới hạn dãy số. Dãy số có giới hạn vô cực là cái dãy số tiến tới vô cực khi n tiến đến dương vô cực. Chúng ta biết đó là liên ON bằng dương vô cùng, có nghĩa là ON tiến đến dương vô cùng khi N tiến đến dương vô cùng. Còn liên ON bằng âm vô cùng, có nghĩa là ON tiến đến âm vô cùng khi N tiến đến dương vô cùng. Khi mà dãy số ON tiến đến âm vô cùng thì dãy số đối của nó là liên trừ ON sẽ tiến đến dương vô cùng. Lấy ví dụ như là dãy số n của 3 khi n tiến đến dương vô cùng thì rõ ràng là n của 3 cũng tiến đến dương vô cùng. Mấy đứa có thể lấy máy tính căn 10 vào. Hoặc là ví dụ như là dãy số Q
tức là 3 mũ N. 3 mũ N, khi N tiến đến chiều vô cùng thì không nhất thiết là em nghe căn nó lên 10 mũ 3 đâu, 10 mũ 10 đâu, em căn 10 mũ 3, 10 mũ 5 là mình thấy là tiến, nó tiến đến chiều vô cùng. Hoặc là ví dụ như là liêu của trời N mũ 5 thì nó sẽ thấy căn 10 mũ 13 thì nó sẽ có là âm vô cùng. Thì đó là những nhân số có giới hạn vô cùng. Thế bây giờ một số quy tắc tính giới hạn khi nó là vô cùng, khi có giới hạn bằng vô cùng. Đây, liêm của N mũ K với K là số nguyên dương thì liên của N mũ K là bằng dương mũ cực. Ví dụ như liên của N mũ 3, liên của N mũ 5 là bằng dương mũ cực. Rồi, quy tắc thứ hai, liên của quy mũ N, trong đó quy có giá trị lớn một là cũng bằng dương vô cực. Lấy ví dụ đây, liên mũ 3 mũ N là bằng dương vô cực. Rồi, hai công thức này dùng để làm toán này rất là nhiều trường hợp mình gặp ở giới hạn vô cực. Thế thì quy tắc thứ ba cho biết liên của hai dãy số, dãy số ON bằng một cái hàm số N, hàng số khác không. Dãy số VN có giới hạn bằng dương hoặc là âm vô cực. Có nghĩa là một cái là giới hạn hữu hạn, một cái là giới hạn vô cực. Thì hai cái đó đem chia cho nhau, đem nhân lại với nhau thì nó sẽ ra cái gì? Nếu một hàng số mà đem chia cho vô cùng lớn, giống như là có một chiếc bánh mà chia cho vô số người thì mỗi người đó không có bao nhiêu cả. Một hàng số chia cho vô cùng thì nó bằng bằng không. Đây là dễ, một số chia cho vô cùng là ra bằng không. Bây giờ một số nhân với vô cùng, một số nhân với vô cùng, nhớ đây là số không, nó loại này nha, số là số khác không. Một số nhân với vô cùng thì tùy thuộc vào dấu của số đó và dấu của vô cùng. Nếu số N là số dương, VN là dương vô cùng thì chúng ta thấy là dương mà nhân với dương vô cùng thì đây là dương vô cùng. Dương mà nhân với âm vô cùng thì ra là âm vô cùng. Âm nhân với dương vô cùng thì ra là âm vô cùng. Và âm nhân với âm vô cùng thì ra là dương vô cùng. Đó là hàng số mà chia cho vô cùng thì là bằng không. Nhưng mà hàng số khác không nhân cho vô cùng thì nó ra vô cùng. Nhưng mà dấu như thế nào thì tùy thuộc vào dấu của hàng số đó và dấu của vô cùng. Và ta xem ví dụ bài số 6 trang bài tập 8. Nhưng mà thật ra là ở đây là đánh số điện nhập. Nhưng mà ta kể chúng ta lật lại cái trang này, có bài số 6. Tính giới hạn A liên của N mũ 3 trừ 2N cộng 1. Chúng ta tính giới hạn.
Rồi. Em suy nghĩ luôn nha. Thường khi gặp giới hạn của một đa thức như thế này mà không phải là dạng chi á, hoặc là dạng chi nhưng mà bậc của tử nó lớn hơn bậc mẫu, thì chúng ta rút x, rút n mũ lớn nhất ra ngoài, n mũ k, với k là lớn nhất. Là ví dụ trong bài này thì rút n mũ mũ ba thì còn lại là gì? Còn lại là một chia cho n mũ ba thì còn lại là hai phần n mũ cộng một phần n mũ ba. Thế bây giờ cái giới hạn này nó có dạng là hai cái dãy số nhân lại với nhau. Cái dãy số thứ nhất n mũ ba thì rõ rồi, n mũ ba là dương vô cùng khi n tiến đến vô cùng, nhân với cái dãy số ở sau chính là bằng một, như vậy dương vô cùng nhân một thì bằng là dương vô cùng. Rồi, chúng ta giải thích ra năm vị liên của cái dãy số đấy trước sau thì đóng được n mũ ba bằng dương vô cùng, và liên một trừ hai phần n bình cộng một phần n mũ ba giới hạn này bằng một là số dương. Thường mấy em đi kết quả mà em quên giải thích là bị coi thường bị trừ điểm ha. Đó, rút n mũ lớn nhất ra ngoài như thế. Tiếp theo câu B, liên n bình trừ bốn n cộng một cũng vậy, cũng rút n bậc cao nhất ra ngoài, ở đây chính là n n bình, vậy bằng liên n bình còn lại là một trừ bốn phần n cộng một phần n bình, vậy nó bằng n bình là dương vô cùng nhân với một, vậy bằng dương vô cùng. Đúng chưa? Tiếp ở đây giải thích rằng vì liên n bình bằng dương vô cùng và liên một trừ bốn phần n cộng một phần n bình bằng dương vô cùng. Câu C, câu C liên của 5 trừ 5 n trừ n bình cộng 1, 5 n trừ n bình cộng 1. Rồi, chúng ta rút nghiệm là rút cái gì? Là rút cái n bình ra ngoài, cái bậc lớn nhất là n bình, còn lại là 5 phần n trừ 1 cộng 1 phần n n bình. Vậy bằng nhiêu? Vậy là bằng dương vô cùng nhân với trừ 1, vậy là bằng âm vô cùng. Giải thích vì liên n bình bằng dương vô cùng mà liên 5 phần n trừ 1 cộng 1 phần n bình nó bằng trừ 1 âm. Trừ 1 âm. Tiếp theo sẽ câu chê câu chê liên 2, 3 n mũ 3 trừ sẽ là cộng 2 n trừ 1 chia 2 n bình trừ n. Đây là giới hạn cái hàm cái dạng là phân tích à, nhưng mà chúng ta không có chia cả tử và mẫu cho n mũ cao nhất đâu. Khi mà chia chúng ta thường chia trong hai trường hợp, đó là bậc của tử bằng bậc của mẫu hoặc bậc của tử nhỏ hơn bậc của mẫu. Còn bây giờ
nếu mẫu tử mà lớn hơn bậc mẫu, à, lớn hơn thì men dùng cho thầy phương pháp rút ra ngoài, rút ra ngoài. Và đây rút cái gì? Rút n có số mũ lớn nhất ra ngoài. Rút n ở trên là rút n mũ 3. Đó, còn lại là 3 cộng 2 phần n bình trừ 1 phần n mũ 3. Ở dưới mẫu rút cho thầy n bình, còn lại là 2 trừ 1 phần n. Rồi, thì bây giờ chúng ta thấy là nó bằng cái gì ha? N mũ 3 em chia cho n bình, lại còn lại là n cái gì nữa, liền n nhân phía sau chúng ta ghi lại, nhưng chúng ta không được bỏ cái này, ghi lại 3 cộng 2 phần n bình trừ 1 phần n mũ 3, ở dưới là 2 trừ 1 phần n. Đấy, bây giờ là 0 0 0, vậy phân số phía sau là 3 bằng 2, đúng không? Phân số chỗ này là bằng n, vậy là dương vô cùng nhân với 3 bằng 2, vậy đa số bằng bằng nhiều em, bằng dương vô cùng nhân, số bằng dương vô cùng. Đây giải thích đây nha, vì liên của n bằng dương vô cùng và liên của cái phân số này bằng 3 phần 2 lớn không nha, 3 phần 2 lớn không. Tiếp tục sang câu E em ơi. Sang câu E liên 1 câu 6 E bài tập 8, 1 phần căn n bình cộng 2 trừ căn n bình cộng 4. Đó, chúng ta thấy A trừ B để chúng ta nhân được trường hợp đi. Các bạn, A bình trừ B bình, A bình trừ B bình, chia các bạn nhân được là A cộng B. Đó, là đơn giản mất đi. Vậy dưới mẫu còn gọi là trừ 2, vậy là bằng liên trừ 1 phần 2 đi là nhân căn ha, n bình cộng 2 cộng căn n bình cộng 4. Ta rút ha, rút n bình ra, rút n bình ra là n, n này với n này rút ra ngoài luôn là trừ 1 phần 2 n. Còn lại là gì? Căn 1 cộng 2 phần n bình, lúc này n bình ra rồi chia lại cho n bình, cộng căn 1 cộng 4 phần n bình. Vậy ta thấy ở đây nó là 1, đây với 1 là 2, 2 nhân với trừ 1 phần 2 n, thì 2 là số dương, nhân với trừ 1 phần 2 n là âm vô cùng, âm vô cùng nhân với dương thì ra là âm vô cùng. Âm vô cùng giải thích ra, bởi vì liên của trừ 1 phần 2 n là số âm vô cùng, liên của cái biểu thức trong dấu ngoặc này là bằng 2 thì giống như. Tiếp theo câu F, liên 2 mũ n trừ 3 mũ n chia 2 mũ n cộng 1. Đó, cũng vậy ha, khi mà cái số cơ số mũ ở trên tử nó lớn hơn cơ số mũ dưới mẫu thì chúng ta không có chia đâu, mà chúng ta sẽ rút cái cơ số lớn nhất ra ngoài. Ở trên thì rút 3 mũ n ra ngoài thì còn lại cái gì? Còn lại là 2 phần 3 tất cả mũ n trừ 1. Đó, ở dưới thì rút 2 mũ n ra ngoài, còn lại cái gì? Còn lại là 1 cộng 1 phần 2 mũ n. Đấy, rút như vậy thì 3 mũ n chia cho 2 mũ n thì là 3 phần 2 cạnh mũ n.
nhân. Cái đấng kia mình ghi lại thôi, ghi lại 2 phần 3 cũng là trừ 1, ở dưới là 1 cộng 1 phần 2 mũ n. Đấy, thì nó ra là 3 phần 2 mũ n. Đấy, chúng ta biết rồi, quy mũ n với quy lớn 1 thì cái giới hạn nó bằng dương vô cùng. Dương vô cùng nhân với phía sau nó lại ra là trừ 1 là bằng âm. Dương vô cùng nhân với trừ 1 bằng âm vô cùng. Đây là giải thích nè, vì liên 3 phần 2 mũ n bằng dương vô cùng, và liên của cái phân số này bằng trừ 1 âm. Hôm nay thầy đã cố gắng cho mấy em xong cái phần giới hạn đến giới hạn vô cực, cố gắng theo dõi trên cái YouTube. Thầy sẽ cố gắng đưa những bài giảng lên. Nhiệm vụ của mấy em là về coi xong, share, like ra khỏi cái nhóm cho các bạn khác biết. Còn những cái bài trong nhóm thì đưa từng cái share nha. Share tức là vô trong coi video, coi video là mấy em share ra ngoài. Không sao cả, thầy cho share YouTube với chế độ công khai. Còn mấy cái bài mà mấy cái bạn mà vô đăng ký kênh của thầy càng tốt nha. Cố gắng làm bài, theo dõi lý thuyết và làm bài, chứ đừng phải chờ đến khi đi thi mới làm bài. Mình cố gắng.